Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel của mình là Lộc Su Tiki đây. Hôm nay Lộc sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và trong ngày hôm nay thì Lộc sẽ xây một cây cầu các bạn ơi, một cây cầu bằng dây leo ấy. Ở bên kia mình đã chuẩn bị đồ xong rồi, nhưng mà bây giờ mình sẽ cùng các bạn enchant nha. Trong thời gian như 2 tập mình đã cày cuốc kinh nghiệm rất là nhiều luôn để có thể kiếm được cái dòng enchant mà những tập trước mình rất khó khăn để tìm kiếm ấy. Chắc các bạn cũng đoán ra rồi đúng không? Ấy hôm qua là mình enchant 40 level cơ mà cũng không ra ấy, nhưng mà trong thời gian 2 tập mình đã cố gắng và tìm được cái dòng gia tài 3 nữa các bạn. Đó, có cái dòng gia tài 3 thì mình sẽ đập ra được rất là nhiều kim cương luôn nha các bạn ơi. Ok, bây giờ cùng enchant thôi. Đó, hy vọng sẽ có dòng chậm hỏng nha. Đấy, để cho nó lâu hư các bạn. Rồi. Boom. Yeah, được chậm hỏng 3 luôn các bạn ơi. Đấy, quá là tuyệt vời luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái này vô đi. Đó, mình dùng mấy cây cúp này để reset cái dòng lại các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ tạm thời cắt cái cúp này nha. Rồi mình tập trung vào xây dựng trước đi các bạn. Ok, giờ mình sẽ cắt đồ rồi đi qua cái khu bên kia nha. Ok, cảm ơn. Để qua được cái chỗ bên kia ấy thì mình cần phải ba cô trên mấy cái lá này. Ok, bây giờ ba cô luôn. Mình thì ba cô khá là nớp luôn các bạn, cho nên các bạn thông cảm nha. Nhảy qua nè. Ui. Oh yeah. Mày bực mày quá. Tán chứ là đai đó các bạn. Giờ thì nhảy qua đây đi. Tiếp theo mình sẽ bay qua đó. Đấy. Ui da. Bay qua đây nè. Nhảy quá. Ở đây thì khá thấp cho nên không sợ té chết đâu các bạn. Rồi, lên đây là gần tới rồi đó các bạn ơi. Đấy, mình sẽ qua cái đồi đó đó các bạn. Tại vì ở đây kiểu như một cái thung lũng ấy các bạn ơi. Đấy, nó bị trũng xuống này, mình sẽ làm một cây cầu bằng lá ấy. Nó sẽ bắt từ bên đây qua bên bờ bên kia các bạn. Ok, giờ mình sẽ ba cô lên đây nào. Nhảy quá. Nó ok, giờ đi lên thôi. Đấy, đồ xây dựng ấy thì mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Đấy, bây giờ chúng ta chỉ cần xây thôi. Đây là toàn bộ số gỗ mà mình kiếm được trong thời gian giữa 2 tập này. Và mình cũng có lấy thêm ít lá các bạn ơi để trang trí thêm ấy. Ok, bây giờ chúng ta cùng xây nha. Phần ấy thì mình sẽ dùng bằng cái ván gỗ vân sam nha các bạn. Đấy, mình sẽ đổi ra gỗ vân sam. Và đây là cái hình dạng nha. Các bạn đầu tiên là các bạn đặt cho mình 4 ô đi ra trước nha. Đấy, 1, 2, 3, 4. Đấy, trước tiên là 4 ô nha các bạn. Sau đó là 5 ô. Đấy, các bạn đi xuống một block rồi mới đặt 5 ô nha. Giờ mình sẽ đi xuống dưới các bạn ơi, để đặt cái dàn giáo ấy. Rồi, xuống đây. Đó. Rồi, đặt dàn giáo xuống. Để dễ dàng xây dựng các bạn. Ui 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 ui. Ô. Bị gì á? Ô, dàn giáo đặt trên lá không được các bạn ơi. Ồ, biết mới biết luôn ấy, dàn giáo đặt trên lá không được nha. Nên các bạn cũng lưu ý nha. Ok, cảm ơn. Sau khi các bạn làm xong nó sẽ được hình dạng như thế này nè. Đó, nó sẽ bắt ngang từ bên đây qua tới bờ bên kia luôn nha các bạn, vừa đủ luôn ấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ ok, chúng ta sẽ ốp ngang nha các bạn, tại vì cái đường của cái cầu ấy là 3 ô ấy, cho nên chúng ta cần phải ốp lại luôn. Đấy, hẹn gặp lại các bạn khi mình ốp xong chỗ này nha. Ok, cảm ơn. Mình đã ốp xong rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đặt hai bên là mấy cái lá các bạn. Lá thì mình có một ít ở bên đây nè. Ôi dạ. Đó, chúng ta sẽ ốp lại nha. Hiện tại mình chưa cắt kịp dây leo nữa, tí nữa chắc mình sẽ cắt thêm dây leo để trang trí thêm đó các bạn ơi, để nhìn cho nó đẹp hơn ấy. Đó, giờ chúng ta chỉ cần đặt như vậy thôi. Đấy, khá là đơn giản luôn. Ok, đặt vô nào. Vào phía trên này để tránh việc mà nhiều khi mình đi mình sơ ý mình té các bạn. Chắc mình sẽ đặt thêm hàng rào ấy, hàng rào ở trên mấy cái lá này để bảo vệ mình. Nhiều khi mình đi mình không để ý mình hay té lắm các bạn ơi. Đó, đặt tương tự với bên đây luôn nha. Đấy, nhìn cũng khá là hợp lý rồi đấy. Chắc tí nữa mình sẽ đặt cho kiểu như cái lá nó dài xuống dưới các bạn. Đấy, chứ không có ngang như vậy đâu. Ngang gì thì nhìn khá là xấu ấy các bạn ơi. Rồi, đặt hết vào. Có vẻ muốn không đủ luôn ấy các bạn. Ngoài ra thì mình sẽ đặt thêm ở phía dưới này này. Cho nó dài xuống các bạn. Giờ sao ta? Ok, chắc bây giờ mình sẽ đi xuống bớt đi. Đấy, cái này đập ra bớt nè. Ui. My God. Làm việc mấy chỗ này cũng hơi nguy hiểm các bạn, nhiều khi té ấy. Giờ mình sẽ chèo đây. Đó. Rồi đập ra đi, đập cho nó thấp xuống các bạn. Đấy. Giờ mình sẽ cho lá nó dài xuống này. Đó, làm ngẫu nhiên thôi. Cái này dài xuống một xíu. Ở đây. Như vậy. Đấy, làm tương tự với mặt bên kia luôn nha các bạn.
Ok các bạn, mình đã ốp xong hai bên này. Đó, nhìn cũng khá ổn mấy các bạn. Giờ mình sẽ đi xuống cho các bạn xem nè. Đó, bây giờ mình sẽ đặt thêm ít cái hàng rào các bạn. Ui trời ơi. Giờ mình sẽ làm thêm ít cái hàng rào nha. Hàng rào chắc mình dùng hàng rào gỗ vân sam luôn đi các bạn, để cho đồng bộ với cái phần đường đi ấy. Ok, bây giờ mình sẽ đổi thêm ít cái ván này và làm cái hàng rào thôi. Đó, như vậy. Đấy, được bốn mấy cái luôn. Giờ mình sẽ đặt đặt hai cái đi. Để trước tiên thì mình đặt hai cái thôi các bạn, để mình xem coi có ổn không đó. Cái này thì ba cái nè, cái nào 5 ô thì mình đặt ba cái, còn này chỉ có 2 ô thôi cho nên, ủa 4 ô thôi cho nên mình chỉ đặt hai cái hàng rào thôi các bạn, để nhìn cho nó cân đối. Đó, ở chính giữa thì 1 2 3 4, đó, ở đây thì là 3, ở đây thì là 3 nè, và hai cái ở bên đây. Đấy, vậy là ok rồi. 1 2 3, cái này là 1 2 3, cái này là 4 1 2 3 4. Đấy, ở trên đây thì mình cũng có thể trang trí thêm bằng mấy cái đèn lồng ấy các bạn. Tại vì trong người mình có một ít cái đèn lồng này. Đó, mình sẽ đặt ngay tại đây một cái này. Nhầm. Đấy, đặt ở phía trên mấy cái hàng rào các bạn. Đấy, nhìn cũng khá ổn luôn. Cái này thì đặt chính giữa này. Ở chính giữa. Ở chính giữa, còn cái này là đặt ở đâu ta? Đặt ở đây đi. Đấy, làm đối xứng hai bên đó các bạn. Cái này ở đây, ở đây và ở bên đây nữa là xong. Mình còn thiếu một cái đèn lồng. Ok các bạn, tạm thời thiếu một cái cũng không sao đâu. Như vậy cái cầu của chúng ta đã xong rồi đấy. Ở đây thì mình có thể thay bằng cái cầu thang ấy các bạn, để cho việc đi lên ấy nó dễ dàng hơn ấy. Chứ giờ đi mình mắc phải ấn nút nhảy nữa. Giờ mình sẽ đổi thành cái cầu thang nha, để coi có ổn hơn không cái đã. Giờ mình sẽ đặt cái này và đặt vào cái cầu thang ấy các bạn. Đấy. Cái vẻ đổi bằng cầu thang có vẻ ổn hơn đó các bạn ơi. Đấy, lúc đầu thì mình dự định sẽ làm bằng slab các bạn, nhưng mà mình thấy slab đi thì nó cứ sao sao các bạn à, với lại nhìn nó cây cầu nó mỏng lét à, cho nên mình không thích đâu. Cho nên mình đổi sang dùng nguyên cái ván ấy các bạn. Đó, ở đây ở trên nữa là xong rồi. Đấy, như vậy chúng ta đó có một cây cầu bắt qua cái thung lũng. Sau này nếu các bạn muốn ấy thì mình có thể xây thêm ở phía dưới cái thung lũng này làm nhà này, hoặc là làm một cái suối hoặc cái thác ấy các bạn. Đấy, nhìn cũng khá ổn luôn. Ok, vậy đã xong rồi. Mình cũng có thể đặt thêm dây leo các bạn, đặt thêm dây leo hai bên này để nhìn cho nó đẹp ấy. Được ấy, giờ mình sẽ dùng kéo này và cắt một ít dây leo nha. Đấy. Cắt ra thôi. Ở khu rừng ấy thì dây leo có khá là nhiều các bạn. Đấy, cho nên mình không sợ thiếu đâu. Đó, cắt ở đây này. Các bạn lưu ý cắt chừa ở phía trên này nha, để cho nó còn mọc xuống nữa ấy, các bạn. Rồi, giờ mình sẽ cắt thêm một ít đi rồi mình sẽ ốp lại nha. Đấy, đặt vào cho nó kiểu hơi tự nhiên xíu ấy, các bạn. Đấy. Rồi cái này cắt luôn này. Ok cảm ơn, mình đã đặt xong mấy cái dây leo ở hai bên rồi. Đó, hiện tại thì nhìn chưa rõ đâu các bạn, khi nào mà nó lớn ấy, nó sẽ mọc dài xuống dưới các bạn nhìn nó sẽ rõ hơn ấy. Ok bây giờ mình sẽ về và lấy thêm ít cái mầm gỗ sồi các bạn. À không, gỗ gừng chứ, để mình xây một ngôi nhà trên cây luôn nha các bạn, sẵn tiện hôm nay mình sẽ xây cho các bạn xem luôn nha. Tại nhiều bạn cũng yêu cầu mình xây nhà trên cây rồi ấy. Ok bây giờ mình sẽ quay về nhà để lấy một ít cái mầm nha các bạn. Ok cảm ơn, để xây một ngôi nhà trên cây thì các bạn chuẩn bị cho mình là tầm 4 cái mầm gỗ gừng nha, và một ít cái bột xương các bạn, để cho bón lên để cho cây nó lớn ấy. Ok bây giờ trước tiên ấy, mình phải làm một cái đường đi lên trên cái đã. Bây giờ mình sẽ làm một cái bàn chế tạo trước đi, để làm một ít cái slab các bạn, rồi còn bắt lên trên nữa. Đặt đây và làm một ít cái slab. Mình sẽ tận dụng cái chỗ này luôn nha các bạn, không có cần phải đập cái cây đâu, để cho nó tự nhiên ấy. Rồi giờ làm một cái đường đi lên nào. Cái này mình sẽ xen kẽ vừa slab vừa block luôn á các bạn. Cái này đi lên đây. Này là đi qua đây. Đó. Để mình xem nào. Mấy cái đường đi á các bạn, ở trên cây thì khá là khó luôn các bạn ơi. Đấy, cho nên đòi hỏi mỗi người thì có một cách làm đường đi khác nhau ấy. Rồi. Mình thì mình làm như vậy thôi, để cho nó đơn giản các bạn. Đấy, đi lên đây nè. Lên đây. Và cái này là đi ngang các bạn. Đấy. Lên đây. Đó. Vậy là cần phải đổi ra rất là nhiều slab luôn đấy các bạn ơi. Rồi, giờ đổi ra một ít nữa đi. Đấy, gỗ vân sao thì mình có khá là nhiều các bạn, cho nên không phải sợ thiếu đâu. Đấy, khi nào thiếu mình sẽ quay về nhà chặt thêm các bạn, tại vì mình có làm thêm một cái chỗ để farm gỗ vân sao ấy. Đó. Này là đi lên đây nè. Cái này dư nè. Đấy. Đặt ở đây. Rồi, tiếp theo là cái đường đi lên. Đấy. Cái đường đi lên thì mình làm hai ô nha bạn, để mình hạn chế bị té ấy. Thì đi trên cây mà. Đấy, rất dễ bị té luôn.
Giờ mình sẽ đặt lên đây. Mình chỉ đặt mấy cái nào mà có thể thôi các bạn ơi. Còn mình sẽ giữ lại tối đa có thể nha, để nhìn cho nó tự nhiên ấy các bạn. Rồi giờ thì đặt ở đây nè. Đó, mình đi xuyên cái cây luôn. Rồi được thêm một cái mầm luôn. Yeah. Đó. Giờ thì đặt lên trên đây. Và ở đây là xong rồi. Đấy, ở trên đây thì mình sẽ bắt đầu trồng cây nha các bạn. Mà quên nữa, mình quên lấy ít đất nữa trời. Phải có đất mới trồng được các bạn ơi. Mà không sao đâu. Giờ mình sẽ đặt ở ở đâu ta? Ở đây đi. Đó. Rồi. Gì là được rồi này. Đấy, mới đây đã lên đọt cây đó các bạn. Ở đây thì mình sẽ đặt 4 cục đất đi để làm được một cái chỗ trồng cây ấy. Đó, mình sẽ đặt ở đây. Chắc mình sẽ xuống đây lấy đất đó các bạn, tại vì ở đây có đất này. Đấy, giờ mình sẽ lấy 4 cục đất. 1 2 3 4. Rồi, đủ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đặt luôn nha. Sáng tiện hôm nay chắc mình sẽ làm cái chỗ farm cacao nha các bạn, tại vì mình chưa có chỗ farm cacao nữa. Cacao thì có thể làm màu và làm bánh hay sao ấy. Đó, thành ra mình sẽ tí nữa mình sẽ làm chỗ farm cacao nha. Còn bây giờ thì mình sẽ trồng cây nào. Mình sẽ trồng hạt cái này xuống. Rồi bón lên. Lớn. Yeah. Mà cũng được các ơi, cái cây này mình thấy cũng hợp lý này, tại vì nó không cao quá ấy. Đó, cũng được ấy, cũng được ấy. Giờ mình sẽ coi lại cái đường đi đã. Cái này chắc mình sẽ thay bằng cái gỗ nha bạn, để nhìn cho nó đừng có kỳ quá. Tự nhiên trên cây mà lại có đất nữa thì kỳ lắm các bạn. Rồi ốp lại. Đấy. Ở đây giờ mình sẽ ngủ rồi sáng chúng ta cùng tiếp tục xây nha. Trời mưa luôn rồi. Ok, giờ ngủ thôi. Ok, cảm ơn, mình đã xong phần cầu thang cũng như là mở rộng phần sàn ở phía trên rồi. Đấy, phần sàn thì mình không làm quá to đâu các bạn. Đấy, chỉ vừa đủ để mình xây một ngôi nhà nhỏ nhỏ phía trên thôi. Đấy, còn đây là cái chỗ để mình làm cái kiểu như cái ban công đó các bạn. Rồi bây giờ chúng ta cùng làm phần trụ của ngôi nhà nha. Trụ thì mình sẽ lên tầm 4 ô đi các bạn. Nè, 3 nè. 4 ô. Đấy, 1 2 3 4. Tương tự ở mấy cái trụ còn lại luôn nha. Sau đó thì chúng ta sẽ nối ngang đó các bạn. Đấy, sẽ nối ngang lại như vậy. Búp. Búp và búp. Đấy. Cái này là cái cửa sổ chính này các bạn. Cửa sổ bên đây thì mình sẽ làm cửa 2x2 nha, cửa sổ 2x2. Rồi. Đó, có view khá là rộng luôn các bạn, tại vì ở đây ở trên cao mà. Đó, cho nên có tầm nhìn khá là rộng ở xung quanh luôn. Đấy. Rồi nói lại. Nói lại luôn. Đấy, rồi sau đó chúng ta mới làm phần mái nha. Và phần mái thì mình sẽ đang xen vừa gỗ với kết hợp với lá phía trên này các bạn. Mình sẽ không đập cái phần ở phía trên của cái cây đâu. Đấy, mình sẽ chừa lại. Còn ở đây thì mình sẽ ốp lại bằng gỗ gừng hay gỗ sồi ta. Mình nghĩ sẽ dùng gỗ sồi đi các bạn ơi, để coi có ổn không đó ra. Nãy giờ trước tiên thì mình ốp lại bằng gỗ sồi thôi. Đó, cái này là cái đường ra cái ban công nè các bạn. Rồi, ốp lại. Gỗ sồi cũng có vẻ ổn đấy các bạn. Đấy. Còn này là cái cửa sổ này. Búp. Cái này chắc mình sẽ đập ở phía trên đi, để cho cái tầm nhìn hơi rộng rộng đó các bạn. Đó, hoặc là để full gì cũng được các bạn ơi. Đấy. Để full luôn thử xem. Để full cũng khá đẹp đấy các bạn. Nãy giờ mình sẽ để full luôn nha. Còn đây là cái cửa sổ này. Cửa chính thì mình sẽ đặt ngay đây nha các bạn. Đấy. Rồi. Đặt ngay tại đây. Đó, vậy là xong rồi. Cũng khá đơn giản các bạn ơi. Giờ mình sẽ lấy thêm ít gỗ sồi đi. Hiện tại mình cũng hết gỗ sồi rồi. Mình còn một stack trong đây này. Đấy. Lồng gỗ. Bây giờ mình sẽ ốp lại phía đây là xong rồi. Sau đó mình sẽ đặt cửa vào. Đấy. Đây và đây. Ổn không ta? Còn đây chắc mình sẽ lắp hàng rào vào các bạn à. Hàng rào mình sẽ lắp sau đi. Bây giờ chúng ta cùng lập phần mái của ngôi nhà nhá. Phần mái thì mình sẽ đặt dàn giá qua trước đi các bạn. Có gì mình còn xây cho nó dễ. Đó. Mở rộng cái sàn ra đã. Rồi. Phần mái thì mình sẽ dùng gỗ sồi sẫm đi các bạn ơi. Mình thấy gỗ sồi sẫm làm phần mái cũng ổn ấy. Thì mình sẽ chế tạo một ít cái phiến cũng như là cái ván á các bạn. Phiến và ván đúng không? Làm cái cầu thang nè. Ván nè. Rồi, một ít phiến là xong rồi đấy. Mình sẽ cắt bớt gì ta? Sẽ cắt bớt đất đi các bạn. Đất giờ mình không cần đâu. Đó, cũng như cái gỗ gừng này. Đấy, giờ chúng ta cùng làm phần mái nào. Phần mái mình sẽ làm trên cây thì không biết phần mái như thế nào mới đẹp nhờ. Ok, tạm thời mình lên trước đi các bạn. Sẽ đặt cái cầu thang trước đi. Cầu thang hay sao ta? Cũng được đấy, cầu thang trước đi các bạn. Đấy,
là phần máy cho nó xòe ra các bạn ơi. À, cái này mình sẽ đi lên úp như vậy và như vậy. Đấy, làm tương tự ở bên kia luôn nha các bạn. Giờ mình sẽ đi xuống chế tạo thêm đi, tại mình chế tạo hơi ít đấy các bạn ơi. Ok, phần máy mình sẽ phần máy mình sẽ làm như vậy nha các bạn. À, mà hình như cái này là số lẻ, may quá may quá. Ơ số chẵn chứ. Cái này là số máy số chẵn các bạn ơi. Căng ấy. Búp, không sao đâu, mình thử làm máy số chẵn xem như thế nào nha. Thường thường thì máy số chẵn nhìn nó cứ sao sao các mà mình thì cũng không thích máy số chẵn cho lắm, nhưng mà cái này mình lỡ xây số chẵn rồi. À, để mình đi xa xa coi phòng máy ổn không nha. Rồi. Ok, phòng máy cũng khá ổn các bạn ơi. Đấy, không tới nỗi nào. Mai mở trên cây ấy. Ok, cảm ơn. Cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành xong cái ngôi nhà trên cây rồi. Ok, bây giờ mình sẽ review sơ qua cho các bạn xem nha. Đấy, đây là cái đường để đi qua cái ngôi nhà nè các bạn. Giờ chúng ta sẽ đi lên cái cầu thang. Đấy, cầu thang mình đi xuyên cây luôn. Ok, còn ở đây ấy, nếu các bạn thích thì mình có thể trang trí thêm bằng mấy cái đèn lồng các bạn đặt trên đây này, hoặc là mấy cái chậu bông ấy, nhìn cũng rất là đẹp luôn. Rồi, giờ chúng ta sẽ đi vào ngôi nhà. Nội thất thì mình chưa trang trí gì thêm đó các bạn. Còn ở đây là cái chỗ để mình đi ra để ngắm cảnh xung quanh đó các bạn. Ở đây có view khá là đẹp luôn này. Đấy, nhìn được xung quanh luôn. Thấy cái cổng mình đằng kia luôn. Ok. Như vậy thì mình chỉ xây tới đây thôi nha các bạn. Còn bị trang trí thì trong thời gian giữa hai tập mình sẽ trang trí sau nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cắt đồ và làm công việc tiếp theo nha các bạn. Ok, cảm ơn. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái chỗ để farm cacao nha. Mình dự định sẽ làm ngay trong hang các bạn, tại vì chỗ này mình thấy nó khá là trống này. Sẽ đặt mấy cái thân gỗ gần xuống và trồng cacao ngay tại đây nha. Tận dụng mấy chỗ trống trống ấy các bạn. Đấy, rồi tiếp theo thì đặt cacao vô thôi. Đó. Mình làm được 3 hàng các bạn. Đấy. Ok, chắc mình sẽ làm thêm ở đây một cái nữa đi. Để cho chẳng luôn các bạn. Đó, 1, 2, 3. Đấy, với như đây thì mình có thể farm được rất là nhiều luôn các bạn ơi. Nếu được thì mình sẽ... Ok, tạm thời thì như vậy thôi nha. Đó, khi nào lớn lớn ấy thì mình sẽ thu hoạch luôn các bạn. Đặt vô đây. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ vào nhà và lấy cái cúp gia tài của mình đây. Để đập số quặng kim cương mà mình tìm được trong thời gian vừa qua nha. Hình như là 22 quặng lắm các bạn ơi. À, với gia tài 3 thì mình đoán sẽ rơi ra tầm 40 mấy viên kim cương ấy, chứ không đùa đâu. Rồi, đấy, mình được 22 quặng này và được 5 viên kim cương luôn. Đó, giờ mình sẽ thử đập ra coi được bao nhiêu viên nha. Đấy, giờ mình sẽ kiếm chỗ nào cho nó may mắn ta. Ok, vô chỗ của mấy bé gấu panda này. Đấy, để đập luôn các bạn. Đó, rồi, đập xuống. Mình sẽ làm một cái trụ đi lên luôn nha. Đấy, để đập coi được bao nhiêu viên nha các bạn. Các bạn đừng quên comment đón xem bây giờ mình có thể đập được bao nhiêu viên kim cương nha. Ok, bây giờ mình sẽ cùng đập thôi. Đấy. Rồi, đập ra luôn. Đó, giờ mình sẽ cắt vô trong để cho nó bí mật các bạn. Rồi, đập ra. Đấy, các bạn đừng quên đón xem mình đào được bao nhiêu viên kim cương nha. Ok, đào cá thôi. Wow, mình thấy hơi nhiều rồi đó nha. Mình đoán thì tầm 30 mấy viên thôi các bạn ơi. Tại vì cái này chỉ gia tài 3 thôi ấy. Rồi. Ok, giờ chúng ta cùng công bố kết quả nào. 1, 2, 3. Yay. Mình đã có được 56 viên kim cương rồi. Bây giờ mình sẽ chế tạo một bộ giáp mới nha bạn. Tại vì cỡ rài mình bị mấy anh cướp dân làng ấy đánh quá trời luôn kìa. Ông bển còn một anh đang nhí nháy kìa. Đó, bây giờ mình sẽ làm một bộ giáp kim cương để mạnh hơn nha. Đó, giờ thì mình sẽ không sợ mấy anh cướp dân làng nữa đâu. Tại vì mình có giáp kim cương rồi. Khi nào mà mình rảnh thì mình sẽ ngồi áp ca để kiếm thêm kinh nghiệm và enchant mấy cái bộ giáp lên cho nó mạnh nha bạn. Rồi, tạm thời mình đó, mình đã được cái thành tựu rồi nè. Thành tựu che chắn với kim cương. Giờ mình sẽ làm một cái đồ đựng giáp nha bạn. Cần que này và cái xì láp. Đây. Đó. Mình sẽ làm một cái đồ máng giáp vô. Đấy. Mình sẽ đặt ở phía trên lầu luôn các bạn. Đấy, đặt vô đây này. Rồi, để vô xuống. 1 2 3 4. Yeah. Không biết cái này cầm cái khiên được không nhờ. Hình như gắn cái khiên không được các bạn ơi. Ok, tạm thời thì hôm nay mình đã full giáp kim cương rồi. Đấy. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cầm số emerald mình đang có này qua bển để trao đổi với anh dân làng nha. Mình ra mình sẽ thu hoạch lúa. Đó. Để mình lấy thêm mấy cái nông sản để trao đổi với anh dân làng nông dân ấy các bạn. Ok, mình sẽ lấy sẽ lấy cà rốt để các bạn, tại vì cà rốt mình có khá là nhiều này.
Ok, mình sẽ lấy tầm 2 stack rưỡi đi. Khoa tay mình sẽ lấy tầm 1 stack rưỡi các bạn. Ok, giờ thì quăng bản thôi. Mà quên nữa, lấy bé ngựa đi. Đi cho nhanh đấy các bạn, tại vì ngựa của mình chạy rất là nhanh luôn. Đấy, ở tập sau ấy các bạn muốn mình đặt tên cho bé ngựa là tên gì ấy, thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Đấy, đây tập sau mình sẽ cùng các bạn đặt tên cho bé ngựa luôn nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bé ngựa đi nào. Đây. Nhìn bé gấu nâu này tội nghiệp luôn các bạn, kiểu như bé ở con mình là không chịu chơi với mấy bé gấu khác ấy. Chắc sắp tới mình sẽ cố gắng tìm thêm một bé gấu màu nâu ấy để cho bé này đỡ cô đơn nha. Kiểu như khác màu cái không chịu chơi chung hay sao các bạn ơi. Ok, giờ mình sẽ quăng bển thôi. Mình gặp lại anh nhân làng lang thang nè các bạn. Wow. Ok, bây giờ mình sẽ thử trao đổi với ảnh coi. Anh đổi bóng slam các bạn ơi. Yeah. Ok, giờ mình sẽ đổi với ảnh luôn nè. Sẽ đổi thật là nhiều bóng slam luôn nha các bạn. Mình sẽ đổi hết số emerald mình luôn. Ủa, nó chỉ cho mình đổi một lần hay sao các bạn? Hết cho đổi rồi, ảnh chỉ có bán một bóng slam thôi các bạn ơi. Ảnh bán ít nhờ. Hay là mình phải đổi mấy cái khác thì nó mới reset đó các bạn. Mình sẽ thử đổi cái bông này coi. Anh kêu. Rồi. Không chịu. Vậy là mình chỉ đổi được một bóng slam thôi các bạn ơi. Khá là tiếc luôn ấy. Thôi kệ đi, ít nhất cũng được một bóng slam các bạn. Ok, giờ mình sẽ quay lại ngôi làng và trao đổi với nhân làng của mình nha. Ok, cảm ơn, mình vừa về nhà để lấy thêm một ít lúa này, tại vì anh dân làng nông dân ấy thì cần đổi lúa các bạn ơi. Nhưng mà mình quên đem theo lúa ấy. Ok, bây giờ mình đã có lúa rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi với anh dân làng nông dân nha. Đấy, tại vì sắp tới mình có làm mấy cái chỗ farm lúa rồi các bạn. Đấy, mình còn trao đổi với anh nữa. Đấy. Rồi, không biết được chưa ta. Hình như đầy thanh này mấy ảnh mới chịu reset hay sao các bạn ơi. Mà bây giờ mình hết lúa rồi. Anh này thì đổi giáp này. Cái đồ lưới nè các bạn, đồ kim loại nè. Wow, anh này thì đổi băng đồ. Ok, mình sẽ đổi với ảnh. Ok, đổi với ảnh một cái băng đồ đi các bạn. Tạm thời chỉ có vậy thôi à. Ok, sắp tới nếu có thể thì mình sẽ tìm hiểu và làm một cái chỗ farm nhân làng để được nhiều anh nhân làng hơn nha các bạn. Tại vì hiện tại mình chỉ có 3 anh nhân làng này thôi, và đổi đồ thì cũng không ngon cho lắm ấy. Thành ra mình sẽ cố gắng tìm cách để em farm nhân làng càng sớm càng tốt nha các bạn. Ok, chắc bây giờ mình sẽ quay về thôi. Hôm nay chỉ trao đổi tới đây thôi nha các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ quay trở về nhà nha. Và ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem tập này lưu hợp. Ở tập sau nếu các bạn muốn mình xây thêm những gì hay chế tạo những công thức mới thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo. Bye bye.